chiên á. Sao con nói phải lịch sự chứ con. Bye bye mấy bạn đi. Bye bye. Chị em mình vui vẻ nói chuyện chơi thôi. Chị mẹ rồi bị nhập rồi kìa, nhìn mặt kìa. Trời đất ơi. Một cách để tỉnh táo. Chị em mình có làm sao gì đâu. Sao chị không? Ai vậy? Ai quýnh? Sao chị không không? Sao chị ba quýnh cưng? Sao chị ba nở quýnh cưng? Chết gì vậy? Sao chị quýnh cưng? Im. Chị quýnh cưng hả? Im. Chị làm gì cưng? Ai làm gì cưng? Trời ơi, nãy giờ cái chuyện ma đó bị nhập nữa rồi đó. Chị có quýnh cưng không? Ai làm gì cưng? Ai làm gì cưng? Ok, hello, xin chào cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Yeah, yeah. Và đây là... Hello, xin chào bạn, mình là Phú nè. Yeah, yeah. Ok, các bạn ơi, thì hôm nay anh chị em mình sẽ ăn món xúc xích ngon. Đây là nguyên một thau, cầm. Không, hết bò chị ba. Ừ, không. Sao hả? Ăn xúc xích thôi, khỏi ăn thịt bò đi. Sao qua chị ba nói hết bò? Tốn tiền lắm. Yeah. Ok, hôm nay hai chị em mình sẽ ăn xúc xích nướng với dạng siêu cay luôn. Như đây đủ cay chưa? Chưa, chắc là không cay đâu. Mình sẽ thêm muối ớt siêu cay. Chưa chắc đã cay. Bây giờ thì hai chị em mình sẽ nướng. Ok, nướng thôi. Đùa chứ, ăn như đây là buổi chiều vui vẻ bích cà bu rồi mấy bạn ơi. Bữa sau đi tụi mình sẽ ăn thịt bò nướng nấm kim châm cũng được. Ok không? Thứ bảy đi. Ok, bích luôn. Thứ bảy là chị rồi cứ nghe ăn luôn. Sao bé Phú nó thích chị rồi hơn là thích Minh Trung nha mấy bạn. Cảm giác vậy luôn á. Bây giờ thì hai chị em mình sẽ để lên nước. Trời, Phú với anh Trung mới giảng quà. Cô dễ hỏng hảo. Không biết. Bây giờ hai chị em mình sẽ để xúc xích lên nướng. Cắp cái nắp đợi bà. Cắp cái nắp tôi làm gì? Đem vô nướng hành cánh gà. Tối là mình phải ăn xúc xích nướng mới ngon nha mọi người. Đấy, xịn sò con bò liền. Để ngồi xúc xích gì như lạc sướng nè. Xúc siêu bự quá. Mấy cái kia chở được rồi đó. Mấy cái kia chuẩn bị khét rồi đó. Mấy trời này. Mấy cây mấy trong quá. Hôm nay xe cái hầm xúc xích đun đun khói. Ghê trời. Ngon không? Ngon. Chị tốt bạn đừng có ăn cơm mình nướng xúc xích. Giờ mình ăn nè. Thơm dưới trời. Trời phút đó mà dám ngon. Bạn biết đâu không, qua nhà chị ba chứ đừng có kiếm mình. Trời, người ta qua đây rồi tôi không có xúc xích cho người ta sao? Tôi chỉ nhà mấy người à. Dạ không có xúc xích đâu. Tôi chỉ ai người đó bài thì qua kiếm người đó nha. Chứ tôi là không có à nha. Rau tiệm không? Nó đen rồi đó. Đen chưa? Chưa chắc ra đen đâu. Để Phú chở kể lại để họ đen rồi Phú ăn hết đen á. Gung liền. Gung quá chạy xúc xích không được à. Phú là một tính đồ ăn chết, làm sao Phú bỏ qua được món này đúng không? Chị 31 rồi sao mi chết lên đi để nhớ đến em. Nhớ đến em hả? Nhớ đến em chị hơi bị tốn kéo. Làm giả cày nướng không? Vụ gì? Làm giả cày nướng không chị Hoa? Nướng con mày hả? Ê ê ê, ê bậy nhằn cái đồ gấp trái rồi kìa. Ê. Vừa nướng xúc xích mà vừa nướng con kiki. Chớ muốn cái ăn này phải làm mới ăn lăn mà biết. Ừ. Làm mà ăn lăn mà biết luôn. Chứ ai làm cho ăn phải không? Ờ, làm xong cái là sẽ làm xong. Rồi đó. Ôi ôi hên quá hên nha. Rồi mày chất lên đây chừng nào chín. Anh Tiên hôm nay cũng sẽ làm xúc xích đâu đùng khói cho anh Tiên nha. Xúc xích đùng khói gì á. Ăn hơi bị ngon trời. Chắc vậy chừng nào mới chín. Ta xúc xích xong khói á. Trời ta xúc xích xong khói là vậy á. Nội mà ăn ỉa chết rồi. Anh Tiên không biết gì trơn. Hồi có gì đi chọc hai không biết gì. Tự nhiên có hai để cho làm mà chút xíu mình ăn mấy bạn ơi. Dê. Tự nhiên cầm này qua. Ừ. Chán chẳng nói. Rồi này quạt mát cho. Này gò mát quạt mát chỗ nào. Mát à. Không bàn tay gì khỏi nói rồi còn này quạt mát chỗ đây. Nào. Đây. Ừ. Đây. Ừ, này quạt mát chỗ nào. Để em. Ôi, đừng có cái đập mũi chết á. Thằng em bốc phét thằng anh. Thằng anh vố thằng em khóc. Thằng em về mát mẹ thằng em. Thằng gò mẹ thằng em chết. Cắm thằng em xuống đây, quýnh nó một trận. Rồi cắm nó xuống đây. Nãy mẹ đâu cho đi đâu. Cho. Kêu gì tắm. Giờ này sớm mà tắm gì. Tắm rửa gì giờ này. Bữa có coi cái clip canh khủ hoa không? Sao chị ba? Tao quay tao thấy mày tắm gọi đầu dò xà bông cũng xúp luôn trên á. Ủa gọi đầu. Tắm rồi, hai cục mỡ tưng tưng tưng. Đây, vô.
kênh nghiệm bế chiền kè khè em cái tiền quái đi rồi quạt mát chơi đi họ không có một miếng gió luôn má thì chán nghĩa chứ chán ai chán tiền nghĩa chứ đó phải lấy này quà luôn sáng tạo lần hai dở này lên ơi chứ tao quạt chú là ăn co không dở nào tiên dở lên đi tiên khép lại đi tiên hết than hả vậy mọi người rồi đây cầm cho nóng không tiên từ từ gớt mấy cây nè nóng không buông 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 cầm cho dính bảy rồi trời gớt gớt không được gớt 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 kè kè nó vuông chị ba cầm cho chị ba phải tin được cô buông 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 chị ba thôi thôi đừng có khều tôi không nổi chứ chị ba ăn luôn nó cắn vào mũ kìa kệ nó đi tiên nó tan quạt cái đó lên kìa ừ vô rớt rớt rồi banh ra nửa đầu gắp đây ít quậy ghê không coi kìa há một ngủ chạy kìa tha đôi dép hai đôi dép phú cũng vậy á nó hai dép cũng vậy tao cái chạm cái luôn hai dép chạy ngẩn ngơ luôn á còn bà mổ vậy nè ăn cho mập vô phá nằm đây mình bù nhỏ bây giờ chờ xúc xích nó hơi trái trái xém xém nó lằn mấy bạn ơi mấy cái này cũng dễ mà cho nên là mình đốt than ít thôi cái này chín rồi nè tiên cho nó xì mỡ chút xíu nữa ngon trái trái rồi nè trái xém xém rồi nè còn thằng này dành cái bột mũ của con chó làm gì đây mày thổi cắn bột mũ mày em xong rồi dạ. Chút nó tới đường cùng nó quay rồi nó cắn rồi hỏi sao gì dạ nha thì chứ ăn cho rửng mỡ rồi đi dí mấy con chó chán ghê luôn rồi hỏi sao con chó hai đôi dép của mình vậy mày dám dám chạy đường đó rồi mày xong rồi mày xong mày tại tội với cả lấy với hai dép luôn cực xuống mới có được đôi dép mới đó thì ngược với nó ngược với nó rồi gách quần gách quần tỷ ba mình đi mua quần mới đây tập xé quần chở chuồng bây giờ ủa áo quần đi mà bào hả mới bào hai quần gì không anh tin lấy cái đẹp trai à này mà mở mở miệng thêm câu nào nữa tôi không cho mày ăn nhìn nhìn mặt căng hả không cho ăn rồi vậy là hết cơ chai mặt ngầu hết cơ hội ăn rồi ngon nói nữa đi ngầu vậy? Rồi im rồi đi về luôn đi đi về luôn đi chưa đi về luôn đi chưa gì chưa để phú lên giáo hồi sinh ấy hồi sinh sinh lại đi về đi chưa đi về đi chưa nó coi như phú chưa nói gì về không tao nói một một hai hai mày ơi thôi anh tiên để này tao lớn rồi tao nói một một hai hai về đi bù rớt nó mắt anh tiên chị em thua quá bù rớt nó mắt anh tiên quýnh từ sáng tới giờ anh tiên rớt xuống rớt xuống gì không buồn mặt kìa mặt sợ tao nha tao lên cho cao hủ rồi cái tao gặp má mấy thằng ốc chó tao bực rồi đó má gặp thằng nào nấy ngu hơn thằng phú nữa chứ chạy trời ơi phải chứ ngang ngang thằng phú mình còn chịu đựng được thấy chưa trời má... trễ có phú rồi chỉ tốt với anh tiên thôi trời ơi mày là tao cũng gánh rồi má cục tạ cầm lưng có phú gánh tiền cỡ nó đen rồi nè hôm nay mình được anh tiên đẹp trai nướng xúc xích quá ăn ảnh mà không cho ăn ăn chứ nói không mà không ăn chứ ai cho Phú cho. Ủa chị ba cho. Chị ba có quyền gì đây? Xúc xích nhà chạy ba mà Phú cho là hơi ngậu. Wow, chín rồi nè. Mày muốn ăn xúc xích khác không? Thôi dạ, ăn xúc xích hấp ngon mà bạn ăn nha. Không có cho ăn đâu. Anh Tiên có thể để đi đập đá cho Phú không? Trời ơi, tới luôn. Đau phần chứ.
Hai đứa này lầy dữ lắm. Nó chưa hàng nhiều mà phải không Tiên? Đi qua. Nó không trái thôi. Mới kêu đi đi dập đá mặt căng quá. Đá mặt căng quá hả? Hãy lá nghe một cái nữa. Sao mày cứ ghẹo hoài vậy Phú? Kìa, ghẹo nữa kìa. Thiệt chứ hai đứa này. Rồi đừng hỏi tại sao đứa chơi nó tới kìa, nó gắp cục than kìa. Con muốn đi dập đá. Con dập đá em quá. Phú không có ghẹo nữa phải không? Không ghẹo nữa, không đi. Phú đi dập đá. Lầy thiệt. Hôm nay mình sẽ đi dập đá. Rồi. Chết mẹ dính bẫy rồi. Mệt mỏi không Tiên? Dính bẫy rồi Tiên. Vô tư vô nghĩ. Vô Tiên đâu chở Tiên đâu cho Phú thử con miếng thôi. Số tên Tiên kìa trời. Chê nha. Chê. Rau màu trắng chứ không có màu đen đâu. Ô, mà để Phú về luôn lấy mọt cơ. Quậy nước rồi ghê trời, chơi với chút người uống nước thôi phải không? Phú chuyên nghiệp. Dạ Phú quậy gì vậy? Quậy trà chanh. Tất cả là tại chị ba. Làm gì tại chị ba hả? Mình dụ cái Phú đi quậy trà chanh thiệt. Bây giờ mình sẽ khui. Xì tin vàng. Xì tin vàng với xì tin đỏ nào ngon Tiên? Trời, xì tin vàng ngon. Thiệt hả? Xì tin này là xì tin nhân sâm gì đó ông nội ơi. Mà tao thấy cái nào mày cũng uống chứ không ngon vậy. Xì tin vàng ngon hơn xì tin đỏ. Thiệt không? Thiệt. Hay ta hay là trà chanh ngon hơn? Trà chanh Phú quậy ngon nhất rồi. Để lùi cho cây xúc xích chút tròn Phú ăn. Ủa cây vàng Phú ăn xúc xích lùi cho chưa? Xúc xích lùi cho. Để ta làm cho ăn. Quay chưa? Rồi. Liếm mặt nó coi. Ok, bây giờ nó xong rồi. Mình xích vô đây coi. Qua đây ngồi. Nó. Yeah. Đứt nó ngồi giữa hai cục gạch. Đau, xích qua. Rồi nè. Trời ơi, rồi. Dùng gì vậy? Xuống nội ơi. Không phải. Má gạch cái rung rinh cái máy luôn. Ừ. Chấn động luôn á. Xì dứt, xì dứt. Xì dứt coi. Bây giờ ăn thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Chiều tối không rồi. Ăn thôi. Vô. Vô. Bích cà bu nè. Cà bu rung rinh luôn nè. Ăn cây nào? Ai sừ. Ai sừ gì? Sao vậy? Cái chỗ cái nghĩ ăn quá. Nè. Ai vô sẽ ăn cây này. Tôi sẽ ăn cây dài. Nóng vô. Tôi thích cây xúc xích dài. Nóng vô. Nóng đi tôi cầm cho. Đây. Vô. Vô. 1, 2, 3. Vô. 2, 3. Ăn. Đấy, mời tất cả các tình yêu nha. Giờ làm miếng đã ăn muối ớt quá rồi. Cảm nhận. Ngon. Gì vậy Phúc? Nguyên kinh chứ à? À hả? Nguyên kinh chạy bạch chiểu chứ à? Ngon. Lâu lắm rồi mấy chị em mình mới làm mầm xúc xích nướng. Cay nha. Mặt kìa anh Tiên. Hồi nãy anh Tiên không cho Phú ăn. Giờ Phú ăn anh Tiên ngồi quay anh Tiên dòm. Cười mặt cho Tiên. Bà lại rồi. Thôi anh Hương. Thôi anh Tiên kìa. Dạ. Vui vẻ. Vui vẻ không quạo. Không quạo rồi chơi ghẹo chơi. Không cười nữa. À, Phúc con Hương cũng thích. Không ăn đó. Nó chín vô. Thôi anh Tiên vô đây ăn nè. Thôi ăn đi. Anh Tiên ngồi đây ăn nè anh Tiên. Thôi ăn đi mà cũng cầm chấm ăn. Mà thôi ở chổng ăn đi, không vô. Bà Bảy ơi. Thôi đi ăn đi. Ngồi quá ăn đi. Ngồi ra ăn cũng được. Đừng la là được hả? Đừng mắc nghẹn. Rồi. Rất khi ra. Rất khi ra, rất khi ra.
miếng thôi vậy hả? Bãi không tới. Uống đi chị ba lụm cho. Đâu? Mẹ ăn đi, còn dính miếng đất thôi à. Thôi. Sao này cay hết à? Loại tương hả? Mãi này cay ha. Ừ. Không cay hả? Em biết nãy nó đưa loại chua ngọt mà em không lấy. Đó là cái gòn luôn. Tên chế nào? Chế chè mũ á. Cái chấm này cay quá vậy. Ăn chua. Cay muốn qua nuối nuối nè. Rẻ ơi. Thôi. Nuối hổm nè. Chưa nói gì hết á. Cái cây xúc xích mỏng nó cũng cùng hiệu với cái này luôn, nhưng mà ăn nó khá là ngon, nhưng mà nó không có cái độ béo béo. Để ăn thử cây cây này có giòn giòn béo béo không nha. Ngon nó được luôn. Ừ. Cái này thơm hơn. Hình như cái cây dài là vị truyền thống, còn cây này là thơm ngon hơn nè. Này vị sông khói hay gì á. Có mùi thịt nướng nha. Ngon nhờ. Cái này là vị sông khói gì á. Phục mà. Thơm à. Cây này ngon hơn cây xúc xích dài. Tập Trung ơi. Trung ơi, ăn ngó cục sình làm gì vậy? Ngó con chó kìa. Ăn dí con chó giờ ngó con chó. Nó cắn rồi nè. Bà Bảy tới kìa. Cay lắm, cay lắm. Đâu ghẹo tin được rồi, sợ bà Bảy xuống cái đây ăn khúc xích đâu dám nói gì đâu. Giống khúc mà đó. Ăn ăn ốc á. Ở trong nhà khóc quỳ gói nhưng mà vẫn ra ăn ốc nha. Bả dí đạp cục phức gà chạy vòng vòng nhà tri tùm lum hết. Má ghê rồi chứ cái cảm giác đó má nhớ nhưng là mà, nhưng mà khóc vẫn ra ốc vẫn cay rồi vô quỳ gói tiếp là vẫn vẫn ăn cái gì mà chứ thôi là ăn là không bao giờ từ bỏ được. Ủa là vui vui giòn mà cay vui chạy tụi mình nghe vui 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 giòn cái gì cưng lại gì cưng lại vui lì đòn hả nhỏi ơi cho bập tay mặt cưng vui chạy có gì chơi ghen rồi mà chiều với dưới trời hay có ma không? Nãy giờ mày có đi ra ngoài cho chuối không? Chuối đang nãy hả? Ừ, sao tao thấy đầu mày dính lá chuối vậy? Mới đã ra. Có không? Không, dù quá giờ tao mới đi ngay bữa đã rồi. Có không? Mày bữa lại bữa chuối không? Không. Ừ, đừng lại bữa chuối nha. Bữa chuối nào? Bữa chuối ngày mấy xong á. Sao vậy? Có không? Không. Mày lại vô kéo mày vô trong luôn. Cái chuyện ngân nha. Ma trong á. Chiều mà đá lại kéo mày vô á. Hay vậy chạy đó. Ừ. Thôi găm này ăn đi. Không. Cái ba mình phải có hộp lộn em mới ngon. Hộp chất lộn luôn. Anh Tiên ăn có một cây mà thở ra khói rồi kìa. Anh Tiên ăn đi nha. Rồi thì kể chuyện ma dưới trời mà như sợ xanh mặt luôn. Kể chú nghe coi. Gì? Nghe quá mà hết sao ma. Kể nghe. Không. Không. Mình biết không rồi. Tối về ngủ ngồi nữa đi tao. Đường ngày ngại mỏi không mà không còn. Tối về 12 giờ mấy á, trong khu nhà mình có gì á. Ừ. Chó chạy vậy? Vòng xuống quá trời. À. Miếng chó á. Tối cũng vậy á. Tối nào cũng vậy á. Có mình để ý nha, có đâu khi nào mà ngủ trước 12 giờ. Mà cỡ khoảng 11 giờ 45, 50 là tự nhiên có gì mà chó ngủ nguyên một sớm luôn. Đi xong á, tao đi, tao dám lưới. Tụi tao nghe phu hết phu coi gì, phu gừng. Chứ sao mà tao văng lưới giờ đó, ông nội. Thôi người ta đi ra, ra ấy là thấy gì. Mà bây giờ là người ta về hết rồi. Rồi. Chó nó ra mấy sông sủa rồi nè. Ừ. Rồi tao vô tao tắt đèn vẫn chạy ra mấy sông sủa tiếp. Tháng này nè. Tháng này không sao, tới tháng 7 mới ghê. Tháng 7 hả mà? Ừ. Quỷ về luôn á. Ghê lắm. Kể câu chuyện đi. Chị ba 27 lại dưới địa ngục ta mở cửa là thả cho cô hồn quỷ rồi người ta về nè. Tả đúng đúng một ngày nhất rồi hả? Một tháng. Tháng 7 thôi một tháng luôn hiểu không? Chết mẹ tháng đó không bước ra khỏi nhà luôn á. Tháng đó là mình nói chung là ngay ngày tháng 7 à? Ừ. Hồi hên quá ngay tháng 7 phú nhà. Ừ. Phú nguyên hẹn rồi. Tháng 7 sinh nhật chị mẹ. Thôi gì cũng hổng đi phú nhà nguyên ngày luôn. Đi đâu? Sinh nhật đâu? À, biết. Rồi nãy phú lớn rồi, phú đâu có sợ ma ở đâu ta. Thôi vậy kể chuyện ma tiếp đi. Phú lớn rồi mà. Kể chuyện ma kinh con thường thú nha. Gì? Con thường thú á. Tao chừng chỉ đó chừng nhau học cơ sở mà. Ừ. Chị. Kể xong cái mai hết dám nè. Cái sao mà thể dục hay chị? Ơ, gì
đó tới rồi, mộng sao ma đó, mời anh thấy cái gì đó đó đó, cái ngay cái sao mà vườn sinh vật mà không phải ngay chỗ mà hai cái hồ nước á, hai hồ nước hả, mé ngoài sao á, hai cái vườn sinh vật rồi ngoài sao có hai cái sân banh phải không, vâng, là cái hồ bên kia ngay chỗ cái hồ chính giữa mà cái vườn sinh vật ở gần cuối cái mé bên cây xoài á, bên nhà quan á, ừ có thấy phải không, có nhà quan không, có nhưng mà bị đốm à, mà có cái nhà quan cây xoài nhà quan không, à chứ ngoài sau đó có cái hàng rào bờ tường lớn không phải không, giờ con á, giờ con không, con là bên đó có nguyên một cái biệt thự mà quan bỏ quan đó, nơi nhà văn hóa mà má, hồi xưa là nhà văn hóa nhưng mà hồi xưa không có ai trong đó, tụi nó hay leo qua bển là đi khám phá nhà quan á, sáng về tao đó tao học tao phóng và đụng đụng đi chơi điện tử đi, có dòm có bảo vệ chửi, mà ngay chỗ cái hồ hồ nước còn bên bên cái hồ sân banh bên này nè, là lúc mà tao đi cắm trại buổi tối là tao thấy, nhưng mà người ta nói là không thấy, có mình tao thấy, cũng như nó không thấy luôn á, là có cái hàng con nít nhỏ nhỏ cỡ cỡ ai ta, nhỏ hơn Phú chắc cỡ khoảng 3-4 tuổi gì à, đừng có với dù Phú vô, mà ngay chỗ đó là cái tự nhiên người ta đốt đèn cày với bánh, người ta để nhiều lắm luôn nha, mà tao chỉ có thấy một mình tao thấy nó ngồi nhìn cái đèn cày à, có bánh nhiều lắm luôn, tao nghĩ là con của ai thôi, là tao đâu có biết là nó đâu, cái tới chừng mà nó quay lên nó nhìn tao rồi á, à là giống như nó đang ngồi nhìn cái đèn cày vậy nè, cái xong chị ba nhìn nó, tại lúc đó đi xuống toilet, toilet là chỉ có chị ba với Như thôi, cái chị ba đang đi, cái chị ba nhìn qua, chị ba thấy rồi, cái chị ba nhìn nó, cái nó nhìn một xíu, cái nó nhìn lên chị ba vậy nè, cái xong cái chị ba sợ quá, chị ba mới hỏi Như mày có thấy không, Như mày có thấy không, mỹ Như, cái Như nói thấy gì, có gì đâu, có thấy gì đâu, xong cái tự nhiên cái nhìn lại cái nó mất tiêu, xong cái mới quay lên cái đi tính đi lên văn phòng mà thấy trong đèn cái phòng phòng học vụ mở lên, mở đèn lên cái thấy nó ngước lên là thấy nó ngồi trên cái nắp hồ nước á, cái xong rồi cái hai đứa sợ quá chạy lên trên kia luôn, cái xong cái rồi sáng em cũng mới thấy nè, cắm trại thấy nó trước nhà Phú nè, xong cái tối cắm trại cái ngủ thấy tối cắm trại cái là ngủ ở trong trường luôn nha, chứ không phải là ngủ ngoài nha, cắm trại là ngủ ở trong trường luôn, xong cái cắm trại cái tan ngủ cái tối cái bà cô kêu dậy là dọn dẹp chạy đi về á, cái thấy ở bên mé mà chỗ Phú hay mừng cỏ đó là nó bệnh quá trời đứa nít nó bệnh luôn, cái chỗ mà cái cổng đi vô cái đường bên này có chỗ mừng cỏ á, rồi ngay chỗ đó nó ở chỗ đó đứng ngay chỗ đó dòm vô quá trời, cái mấy đứa vỗ tay vậy đó, rồi xong rồi người ta đó, cái xong cái tự nhiên cái à, khoảng 4-5 giờ sáng gì á, cái xong cái dậy về cái ngoan sao mới kể cho con nghe, cô thợ cô nói không có gì hết trơn á, đừng nói bạn sợ, ok rồi xong chứ rồi đó là ở trong cái lớp phó lao động hả, chắc mốt hết bằng cỏ quá chứ rồi đó là ở trong mấy ngoài sau phòng học vụ á, mấy cái lan can ngoài sau á là nó đi ngoài cái nó gõ vô trong cái phòng mấy bà cô á, mấy bà cô ngủ chưa, cái gõ cọc một cọc này nè, không có, mấy bà cô sợ quá, mấy cô nói cho mấy ông thầy nghe mà mấy ông thầy không có dám đề cập tới chuyện đó luôn á, nó hay gõ mấy mà mấy người mà trực ban trưa hay gõ cọc một cọc vậy, hay gõ cọc một cọc vậy nè, thôi mà mấy bà cô mới sợ kể cho mấy ông thầy nghe mà mấy ông thầy không giả bộ củng cố tinh thần vậy thôi, chứ thiệt ra là có thiệt á, cô đang cọ tỏi cái ông nội, ừ kể tiếp chuyện nhà trường tiểu học hay chưa, tiểu học dưới hả, trường tiểu học đó nè, kể chi mày sợ thêm không, không sợ cơ, kể chuyện câu chuyện của lớp Phú á, hôm nay tao sẽ nghe lớp Phú, mày học lớp mấy, lớp hai 97 nữa, lớp hai học trên lầu á, lớp hai trên lầu hả, chào chị chạy ba bên, ủa đó em học lớp 8 học dưới rồi, kỳ này tỏ lên rồi, ủa trên lầu 8 học lầu 1 á, 8 lầu 1 lầu lầu 2 rồi, xếp im đi, ờ kể tiếp em, kể đang suy nghĩ nó xạo cái mặt xạo gì trời thiệt nói xạo gì sẽ nghiêm túc không có đâu sợ ma đâu đó, giờ có thấy ma đâu kể thấy đi, mà đó là ở trường mình là ma nhiều lắm luôn á, trường nào mình đâu dám nào mà đi học qua tới 6:30 tối đâu, mới học bữa nào mà học tới 8 giờ một cái ha, tự nhiên lên lầu mà ai tranh thủ xuống trước chứ thôi xuống sau tắt đèn một cái là
cảm giác khủng khiếp mà ùa về luôn á. Nhất là học trên lầu 2 á. Nhất là cái nhà vệ sinh đó mà. Chúa là ma luôn á. Nhà vệ sinh á, ghê. Ê, nhà vệ sinh là tôi bị nhát một lần rồi nha. Nhà vệ sinh nam hả? Ừ, chứ nghĩ sao tôi đi nhà vệ sinh nam vậy? Là lúc đó là tôi, cái nói chung là cái nhà vệ sinh nó u ám lắm mấy bạn ơi. Nhà vệ sinh nữ thì có gì chứ nhà vệ sinh nam có gì. Ừ. Nghĩ sao mà nguyên một giải phòng mà có nguyên một cái hồ nước lớn luôn không? Ừ mà có. Đây mấy nhà, đây là mấy nhà vệ sinh nhỏ còn nguyên một hồ nước lớn luôn. Đây là mấy cái phòng đầu á, là có người à, không biết hai có người gì mà thấy cửa đóng hết trơn à. Chỉ có một cái phòng gần cái phòng cuối là khoảng tầm 10 cái nhà vệ sinh á, là gần phòng cuối là phòng thứ 7. Thà tự nhiên tôi thấy cái phòng cuối cùng có mở cửa. Rồi cái phòng kế bên là nó đóng. Rồi cái phòng thứ 7 là không có mở cửa, cái tôi đi vô đó. Cái xong cái tôi tự nhiên cái tôi đóng cửa lại là tôi đi tiểu nhẹ nhàng, tôi đi tiểu. Cái xong cái tôi vừa cởi quần xuống cái tôi nghe cái phòng cuối cùng đóng cửa cái đùng. Mà đáng lẽ là trước cái cửa phòng mình là phải có một bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây mới đi tới cái phòng số 10. Mà không có thấy một cái bóng gì vượt qua luôn, mà lúc đó khoảng tầm giấc 6 giờ chiều là toilet nó không có điện. Không, là nó đã tối rồi. Là tối hù tối u rồi. Mà tự nhiên cái hình bóng ai đó không thấy vượt qua nơi đây mà đóng cửa một cái rầm luôn. Khỏi cần tuột quần, nó ướt cái quần luôn. Là lúc đó là chuẩn bị nó là Vô rồi. Ừ, lũ về rồi, chuẩn bị là xả xuống dưới cống rồi. Chẳng hạn vô một khúc rồi. Ừ, khúc gì tầm lâu. Rồi. Xong cái đó mà thôi giờ cố gắng nha, tổ gà mình ổn để mình đi tè chứ chút xíu mình học tới 8 giờ là không nội ơi. Ôi. Cái xong cái mình đó, mình kiểu như mình đi xong rồi cái tự nhiên cái phòng cuối cùng lại mở rẹt, cái chưa kịp kéo quần lên đó ông nội ơi. Là nó rẹt rồi mà không có gió gì hết trơn, mà mấy cái phòng kia nó bất động luôn, nó không có một tiếng động gì hết ông nội ơi. Mà mô phủ thì bình thận rồi tại chị ba. À. Đi bơi bể nhở? Không đi đây. Này bên nhà sinh nữ. Không. Nam cũng có vậy. Không biết đó giờ mới vô nhà sinh nam. Em nè, lúc em xuống em tính là đứng trước cửa buốt. Các ông thầy đi tới bắt buộc em phải lẻn vô nhà vệ sinh, mà em không có vô cổng hút, tại cổng hút rất à, mới vô là cửa đóng cái đùng rồi, là cửa hai cái cửa ngoài á nó đóng cái đùng rồi. Trời ơi, chị ba gì vậy? Nhưng mà mở không ra, như có ai vịn ngoài á. Nhưng mà ông thầy ông đứng ông thấy tự nhiên cái cửa đạp cái phanh ra, là em đạp cái cửa phanh ra, ông đi lại xách lỗ tay lên trên phòng mất cửa thuốc. Má giờ má bực không biết ai rồi, mà ông thầy không thấy ai á. Thì người ta làm vậy. Tại ổng là cái phòng ông thầy sự đi xuống là vòng qua bên đây nè. Chữ L vòng qua cái thấy em chuẩn bị cầm đi thuốc, cái ổng đi lại. Cái em mới vô nhà vệ sinh mà ai đóng cửa lại chứ em có đóng. Cái em đạp cái phành ra rồi thấy ổng. Trời vô rồi, vô một xách lỗ tai lên, móc cửa thuốc. Hả? Ăn một cây. Không. Có bị lại lập biên bản không? Không, lết về phòng. Mà lúc đó là tôi đã sợ quá rồi. Cái tôi mới mình mẻ lên. Cố tỏ ra mình nổ. Ừ, kéo quần lên luôn á. Dữ vậy? Ừ, tôi quên chùi giấy luôn á. Kéo quần lên luôn á. Quần tôi còn ướt nhiều. Dữ vậy hả? Xong á. Cái lúc đó hang cái tôi mới mạnh dạn tôi mở cái cửa tôi một cái đùng thiệt. Là tôi đặng tôi vặn mặt mà. Tôi mở cửa tôi găm cái rầm luôn. Là cái hùng giấy nó văng luôn á. Cái xong tôi nhìn nhẹ nhẹ qua phòng kế bên, là cái toilet nó hướng này luôn nè. Cái tôi nhìn nhẹ nhẹ qua phòng kế bên. Xong. Tôi không thấy một tiếng động gì hết trơn. Còn cái phòng cuối cùng nó vẫn mở cửa. Xong cái nhìn qua. Mà tôi cũng gắng cố gắng là đi. Tôi nhìn mà tôi không có dám bước lại gần đó, rồi có cái gì chồng. Rồi xong cái tôi lấy hết can đảm chạy vòng qua cái hồ nước. Chạy vô phòng học, kể cho đứa bạn thân nghe. Ui, chị ba gì vậy, ông muốn chạy qua phút coi. Coi là ai luôn. Thôi mà tao thấy lúc đó chắc mày đái vô quần. Thôi mày khỏi cần vô toilet mày đái vô. Từ nay sao mà thấy Phú có mặt gần nhà vệ sinh nó mới sợ. Rồi ha, cái kể cho nhỏ bạn. Phú lên nhà kinh vậy rồi, không có gì đó, bình thường. Cái con nhỏ bạn sợ quá một chút, mà cỡ khoảng 7 giờ mấy con nhỏ bạn đi toilet, nhỏ bạn ngủ mình. Còn 9, 7 hả? Mà hồi nãy mình đi mình ngủ nó không đi, bây giờ nó ngủ mình. Mình cũng là bạn tốt mà mình đi mà nhưng mà mình không có vô. mình đứng ngoài cửa là nó phải đi qua tấm tường nó mới tới được cái hồ nước, các bạn hiểu không? Là nó vô nó giờ dẫn... cũng còn tấm tường á. Thì nó không có đi mấy phòng đầu, tại mấy phòng đầu sao thấy đóng cửa bất chịch à. Không biết có ai không thì không biết. Nó vẫn đi cái phòng của mình. Đó, nó vẫn đi cái phòng của mình.
Ở nhà sinh nữ lúc nào cũng ra đóng cửa. Có mấy phòng đóng cửa cứ ngắt à. Nó dẫn đi phòng của mình xong cái nó nói là nó vừa kiểu vừa đóng cửa lại là nó đã nghe cái phòng kế bên đóng cửa rồi. Đúng như là có cảm giác như là có người nào đó vô nhưng mà không có nghe tiếng động nữa là đóng cửa rồi. Cô đi ngang qua mà thấy cũng nhà trong nhà sinh nữ đóng cửa trước mắt à. Sao mày dòm vô nhà sinh nữ kia vậy? Tại vì Phúc đi ngang qua đúng không? Không dòm vô sao biết đóng cửa? Tại vì đi ngang qua lỡ mắt nhìn đi thấy rồi. Lỡ mắt liếc rồi hả? Lỡ mắt liếc lại thấy những gì vậy? Vậy? Không nên thấy sao? Tại vì cửa đóng cửa ngắt không có thôi ai. Thôi thôi cái mặt à. Xong cái tự nhiên mấy bạn biết gì không? Nó vẫn gặp tình trạng giống mình luôn. Vừa kéo quần xuống tè một cái là cái phòng cứ bên cứ kéo gạt 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 vậy nè. Ôi. Ừ. Giống như là cái người nào đóng cửa vô đóng ra đóng vô đóng ra vậy á. Xong cái nó cũng sợ quá nhưng mà mình đứng ngoài trước á. Mình không có vô đâu, mình đứng mút ngoài trước cửa vậy. Chị ba hỏng vô giải cứu. Vô chi hủy ba đó chắc ngáo luôn quá. Xong cái nó cái quần ra nó đi ra bình thường nha. Nó không có vô cái phòng nó coi nha bạn. Cái nó ra nó kêu mình đi lẹ đi mày ơi. Cái mình nói gì vậy nãy nó là gặp như Trang như mày kể hồi chiều luôn. Cái xong tự nhiên đi tới giữa trần cái quay qua bên cái hồ bên về vệ sinh nam á. Sao chạy chờ lại ba nhìn trong nhà sinh nam của anh đi. Biết gì không? Ừ. Hai cái thằng bạn nó đang cọc cái cọng dây vô kéo cái cửa toilet á mấy bạn biết không? Lại nó nhắc ma mấy nhỏ đi vệ sinh nó hiểu không? Má ơi làm mình hết hồn hết vía mình sợ ma cái mình mới vô mình kêu con nhỏ kia ê bà đi vệ sinh đi bà đi vệ sinh đi còn mình với con nhỏ kia vô mét bà cô mét bà cô cái nhỏ kia đi vệ sinh nhỏ kia vô nghe đóng cửa đẹt 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 nhỏ kia la quá trời luôn hai thằng ngoài đây cười hí 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 mà nó đâu có biết là bà cô hồi đó bà cô học vụ rồi bà cô Hường mà tóc ngắn nha nè bà đứng ngoài sau lưng á tại vì hai chị mét mà hai chị đi trốn mà hai chị đứng ngoài xa ra mà đâu có bà cô Hường đứng là hai đứa nó cười hí 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 luôn cái xong cái nhỏ kia trong nhà sinh la chạy ra quá trời luôn cái hai cười hí hí cái quay qua thấy bà cô rồi lên phòng viết kiểm điểm là câu chuyện ma chưa là câu chuyện ma đó chuyện ma gì cột dây nhát ra vậy thì mới ban đầu là tưởng bị ma nhát thiệt xong rồi lúc đó là xóa tan cái toilet là có ma trong toilet luôn hàng đó bị mời full luôn là giờ toilet có ma không ai biết thì có đó, trời đâu anh đi kể nghe coi đâu kể rồi á kể chưa thôi mày ơi ồ. Cái gu không có thích đi toilet mà gặp còn sợ ma trời ơi phú đi ơi từ ngày mai trở đi mọc và lấy quần hai rẻ quần chứ nó không bao giờ đi toilet nè vô hơn vô đi ơi em mình hoài vậy em coi chưa nói chứ chị ba chỉ nè mai mốt mình đi toilet bên thầy cô á chị ba chuyên gia lén đi toilet bên thầy cô á bài không bởi vì bị mời phụ huynh bị bản hoài à. Tôi thấy thầy cô cái gì không mà chả biết à trời ơi ba ấy đó gành lắm thầy cô thì hãy nghe coi thì là vậy đó thì là câu chuyện tôi lấy thầy cô có ba được ồ đúng rồi cô ba được cô ba được ba được nói chơi thôi mấy bạn ơi chiều tối rồi mấy chị em mình cũng nói chuyện vui vẻ bít cà bù rồi không đàng hoàng với ai làm gì đâu mà xin xin sao con nói phải lịch sự chứ con bye bye mấy bạn đi bye bye chị em mình vui vẻ nói chuyện chơi thôi chứ chị mẹ em rồi bị nhập rồi kìa nhìn mặt kìa trời đất ơi một cách để tỉnh táo chị em mình có làm gì đâu con ai vậy ai quýnh sao chị buồn không sao chị ba quýnh cưng sao chị ba nở quýnh cưng chết gì vậy sao chị quýnh cưng im chị quýnh cưng hả chị làm gì cưng ai làm gì cưng trời ơi nãy giờ kể chuyện ma đã bị nhập nữa rồi đó chị có quýnh cưng không ai làm gì cưng ai làm gì cưng thôi bye bye mấy bạn nha hẹn gặp lại mấy bạn ở những video tiếp theo nha mà nếu mà bạn thấy video này hay thú vị thì đừng quên để lại cho mình một like nha còn bây giờ bye 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 ngồi xuống mấy bạn đàng hoàng không ngồi xuống không ngồi xuống chị ba chơi chị ma nhắc ma quá có làm gì đâu ngồi xuống đi chị ba có nhắc ma đâu chết nhắc hay gì vậy trời ơi trời bye 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 mấy bạn đi bye bye mấy bạn yêu mấy bạn yêu mấy bạn rất nhiều cứ mấy bạn đăng ký mấy bạn nhớ đăng ký cho chị ba mình nha comment bình luận chia sẻ bye bye yeah 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 ok rồi ok